Hôm nay em tiếp tục test cho các bác ba mã đầu CD. Trong ba mã đầu này em đã giới thiệu tổng hợp cho các bác rồi. Nhưng mà theo yêu cầu thì nhiều bác muốn là test lên để xem chất lượng hoạt động như nào, thì em sẽ test. Mức giá thì đã báo trên kênh rồi, nhưng báo lại qua này. Con LOD này giá 1,3 triệu này. LOD 009009 này. Hoạt động bình thường này. Xuống dưới là con Sony này. Con Sony 611 này. Giá 1,3 triệu này. Xuống phía dưới nữa là con Onkyo này. C301FX giá 1,2 triệu. Sau đây em test từng con nhé cho các bác nhé. Này, test con chi cùng trước đi. Này, next bài 2 này. Rời tay là nhận luôn. Rời tay là nhận đĩa luôn ạ. Quá nhanh luôn. Đấy là con Victor, con Sony dưới đang chạy. Nhưng con Sony dưới báo cáo các bác là em phải chuyển cái cổng tín hiệu nó cấp lên. Đang để con đầu này để cho xuống đầu dưới này, được chưa? Đấy. Đấy. Con Sony đấy. Next bài 2 này. Next bài 3 này. Nói chung là con này mắt nó lành lắm. Đây. Ngoài mắt lành ra đĩa thì là đĩa này đấy ạ. Đĩa ghi bằng máy tính đấy. Được chưa? Đĩa 2000 đấy. Đĩa đều đã nhận tốt như thế rồi. Giá 1,3 triệu. Con Sony 611. Xuống dưới là con Onkyo. Cũng đang chạy rồi. C301FX ạ. Onkyo. Em chuyển tín hiệu xuống dưới cho các bác luôn này. Đây gọi là test để cho các bác. Đấy. Bài rất là nhanh. Tóm lại là ba con này đều nhận đĩa rất là nhanh luôn ạ. Đấy, test thực tế cho các bác luôn. Cái mặt ở trước này các bác, đây là lớp ni lông đang dán đấy. Các bác về thích đẹp bóc lớp ni lông đi. Có lớp ni lông dán của nó cái kệ này. Em chào các bác.